Doma, doma, doma tes. Doma, doma, doma tes. Doma, doma, doma tes. Chị Kiều Duyên xin chào tất cả các em. Các em ơi, hồi nãy lúc mà chị Kiều Duyên đang ngồi chơi búp bê á, thì chị chợt nhớ ra rằng hồi trước Tết anh Cà Chua có tặng cho chị một cái thùng quà thật là bự như thế này, trong đó có rất là nhiều quà và chị đã lần lượt chơi thử hết rồi. Nhưng mà vẫn còn hai món sót lại chị Kiều Duyên chưa chơi thử, đó chính là đây là các em, đây là bộ đồ sơn móng tay trẻ em nhá, còn đây là bộ đồ trang điểm trẻ em. À, thực ra thì theo chị biết á, thì trẻ em không nên trang điểm nhiều đúng không? Tại vì da của chúng ta còn rất là non cho nên nó rất là có hại. Tuy nhiên ở bên Mỹ á, họ có sản xuất ra những cái bộ đồ chơi mà dành cho trẻ em, để cho trẻ em chơi nè, vừa học cách trang điểm vừa chơi cho vui đó. Những cái bộ đồ chơi này thì làm hoàn toàn bằng những cái chất liệu rất là an toàn cho trẻ nhỏ, cho nên sẽ không độc hại gì đâu. Và hai bộ đồ chơi này theo chị biết thì giá nó cũng khá là cao đó các em ạ, nên nó rất là an toàn ha. Bây giờ mình sẽ bóc ra để xem là trong này có gì. Đây là phía bên ngoài này các em, nhìn phía bên ngoài rất là bắt mắt đúng không? Chị cảm thấy rất là dễ thương. Lúc mà chúng ta bóc ra thì cái bộ đồ chơi của chúng ta nó trông giống như vậy nè. Dễ thương quá. Nó được gói rất là cẩn thận luôn, có hai lớp bọc trên bọc dưới nữa. Wow, giống như là bộ đồ dành cho công chúa vậy đó các em. Lúc đầu thì chị cứ nghĩ nó là một chiếc gương, nhưng mà không phải đâu, chị sẽ mở ra cho chúng ta xem. Chúng ta bấm đây nè. À, mở lên. Yeah! Wow, đẹp quá hả? Ôi, đây là phấn má nè. Đây là kim tuyến nha, chúng ta có 8 màu lận đó. Cái này hình như là, theo chị biết là chúng ta dùng để trang trí ở trên mắt á. Dễ thương quá. Chúng ta cũng có thể bôi một ít lên môi hoặc là lên má để làm cho những cái chỗ trang điểm của chúng ta thật là nổi bật. Còn nữa không ta? À, đây, chị thấy nè. Kéo ra thử coi. Ở đây cũng rất là nhiều luôn nè các em. Đây nè, những cái màu này thì giống như sáp vậy đó. Lát nữa chị sẽ tìm hiểu xem là những cái này sẽ bôi vào đâu. Còn những cái này sẽ là phấn mắt nè. Chúng ta còn có những cái cọ đi kèm theo đó. Bên này. Các em ơi, bên này cũng có những cái màu rất là đẹp. Đây cũng là mắt nhá, đây là sáp luôn. Wow, đẹp quá. Nếu chúng ta nhìn vào gương thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh ăn cà chua đang quay cho chị. Đây là các em. Quá xinh luôn ha, mình sẽ để qua một bên. À các em ơi, các em thấy cái bộ đồ trang điểm này có đẹp không? Nếu đẹp thì hãy hào phóng tặng cho chị cà chua một like nhé. Đừng quên bấm like. Tiếp theo chị sẽ mở cái bộ này. Mình mở ra mình xem một lượt rồi mình sẽ chơi thử một lần luôn nhé. Ở đây chúng ta có 4 cái hũ sơn móng tay này các em, 4 màu khác nhau đó. Đẹp quá à. Ở đây là có cái gì đây ta? Chị sẽ lấy cái này ra trước. Ôi các em xem nè, một cái hộp thật là đẹp. Ở đây có những bạn tóc rất là dài. Theo như chị Gà Chua nhớ ra thì đây là một cái bộ phim hoạt hình. Và cái bạn này nè là đi giải cứu những cái người mà giống như là bị mắc nạn vậy đó. Các em ơi, bạn nào biết chính xác cái bộ phim này nói về cái gì và tên những bạn trong này thì nhớ để lại bình luận cho chị biết với nhé. Mình mở ra xem có gì trong này, thấy nó nhẹ nhẹ. Không có gì cả. À, vậy là chị Gà Chua biết rồi. Đây là một cái hộp để chúng ta bỏ những cái này vào nè. Đó, mình sẽ đựng những cái hộp hũ sơn móng tay này trong này, nhìn cho nó an toàn đó. Đó. Ở trong này thì mình có 4 hũ 4 màu khác nhau. Và trên mỗi thân cái hũ thì cũng vẽ những cái hình khác nhau đó các em. Chị cảm thấy màu nào cũng rất là đẹp. Ở đây có bánh cupcake ngôi sao, rồi những cái loại bánh khác nhau và những cái huyền thù khác nhau rất là đẹp, giống như là những cái nhân vật hoạt hình trong cái bộ phim này đó các em. Theo chị thấy thì cái màu nước này nó hơi lỏng lỏng. Các em ơi, vì ở đây có quá nhiều màu, chị cả chú không biết là sẽ trang điểm cái nào, cho nên chị sẽ quyết định là chị sẽ đánh thử lên tay những cái màu này cho các em xem màu nó có đẹp hay không nhé. À, mình sẽ lấy cái màu kim tuyến trước đi. Chị rất là thích với cái này luôn. À, cái này đó các em, nó có một lớp kim tuyến phủ bên trên, còn phía bên dưới nó giống như là một lớp keo vậy đó các em. Đó, có nhũ màu tím này, bây giờ là màu đồng, à không phải màu đồng, màu giống như màu gold, màu hoa hồng vậy đó. Đó, xong tới màu bạc này.
Tiếp theo là mình sẽ thử cái dàn màu bột này nhé. Ôi chị thấy màu nào cũng rất là đẹp luôn đó các em. Hí, màu này nó giống như là dạ quang vậy đó. À, rất là đẹp ha. Phía bên này thử xem. Rồi ở đây chị thích cái màu này nè. Kế đến sẽ là những cái sáp này. Cái sáp này thì chúng ta có 6 màu lận đó. Ý, chị sờ vào, nó rất là mềm. Đó này các em, nó còn có nhũ nhũ nữa. Chị nghĩ là cái này để bôi lên môi thì rất là hợp lý luôn. Cái bộ đồ trang điểm này có rất là đầy đủ nha các em. Là có má hồng nè, có son môi nè, và có cả nhũ mắt nữa đó. Rất là dễ thương, rất là nhiều màu luôn á. À, và chị sau một hồi chị quan sát và thử thì chị cảm thấy là những cái nguyên liệu này nó rất là an toàn và nó rất là dễ lau á, và nó còn mùi thơm thơm nhiều dịu nữa giống như là mùi kẹo rồi đó các em. À, chị thích quá à. Bây giờ chị sẽ thử trang điểm. À, chị sẽ bôi môi nè một tí nè, chị sẽ bôi mắt một tí và bôi má hồng một tí. Tại vì hồi nãy á, chị đã đánh kem nền rồi, bây giờ chị chỉ cần trang điểm sơ sơ lên thôi, xem là người lớn trang điểm có được hay không. Chị sẽ dùng cái cọ của mình để tán một tí má hồng ra và đánh lên trên má. Chị cảm thấy là cái màu này nó khá là nhạt. Chị nghĩ là dành cho trẻ em thì chỉ cần nhạt như vậy là được rồi, không cần đậm. Thơm quá à. Giống như là mình chơi đồ hàng mà hả, có mùi thơm thơm, mùi kẹo nữa. Thích quá. Rồi, có vẻ như má hồng khá khá rồi đúng không các em? Bây giờ mình sẽ bôi môi đi. Những cái này chị nghĩ là có cái thành phần dưỡng rất là nhiều. Tại vì nó rất là mềm và mịn luôn. Chị rất là thích cái những cái này. Lúc mà chị đánh lên á, nó có những cái nhũ 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 luôn, lấp lánh rất là dễ thương. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một ít nhũ bôi lên mắt. Chị thì ít khi trang điểm mắt tại vì chị đeo kính từ hồi nhỏ tới giờ. Nên là mỗi lần đi đâu á, chị chỉ cần trang điểm mặt và bôi son thôi, không cần bôi mắt. Tại vì lăn trang điểm mắt thì nó cũng khá là cầu kỳ á. Em ơi, các em thấy lấp lánh trên mắt chị không? Nhìn nó có buồn cười không? Sau khi chị thử đánh má hồng nè, bôi son và trang điểm mắt thì các em thấy là chị có khác gì không? Nhớ để lại bình luận cho chị biết với nha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cắt bộ đồ trang điểm dễ thương này qua một bên và thử sơn móng tay xem là cái nước sơn móng tay này nó có đẹp hay không. Ở đây mình có 4 màu đúng không? Chị sẽ sơn mỗi ngón một màu cho nó nổi. Chị sẽ ưu tiên màu hồng trước đi. Cái này giống như là hồng cánh sen vậy đó các em. Cái chai thật là đẹp luôn. Ôi cái này thì chị thấy nó bị lỏng ra rồi. Không biết nó có vấn đề gì không. Chắc là trong lúc vận chuyển do thời tiết này nọ, nó bị lỏng ra rồi. Thôi bây giờ mình sẽ sơn màu khác. Cái đặc điểm của cái sơn này nè các em, nó rất là lỏng luôn á. Lát nữa chị sẽ chùi thử xem là nó có dễ lau không. Ôi cái màu này nó cũng bị tình trạng giống như cái màu tím hồi nãy đó các em. Nó bị lỏng ra rồi. Vậy là chị chỉ thành công được hai cái màu này thôi. Còn hai màu này chị không biết xử lý như thế nào đây. Các em biết sao không, chị Cà Chua cảm thấy là cái bộ đồ trang điểm này nó rất là hoàn hảo luôn, nó không có một cái lỗi gì. Tuy nhiên là cái bộ đồ sơn móng tay á, chị rất là tiếc là có hai màu là nó không có được như ý muốn lắm. Chúng ta chỉ thành công được hai ngón hai màu này thôi. Và chị ưng ý nhất là cái màu này nè, nó rất là đẹp. Bây giờ chị sẽ thử bôi thì xem là có được hay không. Thường thì chị thấy là những cái bộ đồ chơi trẻ em nó rất là dễ lau chùi. Bây giờ mình bôi thử nhé. Chị đã lau được rồi nè các em. Đó, lau rất là dễ dàng luôn á. Dạ, sạch luôn rồi.
Vậy là chị Cà Chua đã vừa chơi thử bộ đồ trang điểm trẻ em và bộ đồ sơn móng tay trẻ em rồi. Chị rất là thích cái bộ đồ trang điểm này nè các em có thích không? Nếu thích thì nhớ bấm like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau.